Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Food, xung đột Nga-Ukraine có thể khiến giá ngũ cốc trong dài hạn tăng 7%, trong khi những nước khác tăng cường sản xuất ngũ cốc để bù đắp nguồn cung thiếu hụt lại làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nhóm nhà khoa học tại Mỹ và Uruguay đã mô hình hóa tác động và xung đột có thể gây ra đối với giá lúa mì và bắp trong 12 tháng tới. Nghiên cứu phát hiện nếu kim ngạch xuất khẩu ngũ cốc của Nga giảm 50% và xuất khẩu của Ukraine cũng giảm đáng kể trong thời gian trên, giá bắp sẽ tăng 4,6% và giá lúa mì sẽ tăng 7,2%. Nhóm nghiên cứu cho rằng giá ngũ cốc sẽ tiếp tục tăng chừng nào hoạt động xuất khẩu của Nga và Ukraine vẫn bị hạn chế. Để bù đắp lượng ngũ cốc thiếu hụt, nghiên cứu cho rằng các nhà sản xuất ngũ cốc lớn khác trên thế giới cần tăng đáng kể diện tích trồng ngũ cốc. Tuy nhiên, nghiên cứu cho rằng việc thay đổi mục đích sử dụng đất này sẽ gây ra lượng khí thải tương đương với hơn 1 tỷ tấn CO2 vào bầu khí quyển.